Đây nhé mọi người, sau khi trang trại Tiến Tài đã làm sạch cái cặp nhung này để cô giáo 0,5 kg nhân sâm tươi Hàn Quốc cũng đã là rửa sạch và để ráo khô nhá. Thì cái bước tiếp theo sẽ là cái bước sắt lát cả cặp nhung 6,9 lạng và 0,5 kg nhân sâm tươi này để tiến hành đến cái bước ngâm mật ong. Thì trước khi sắt lát thì nhánh nhung này Tài sẽ chia làm đôi. Nhánh nhung 6 lạng 9 rất là chất lượng luôn. Là chất lượng luôn. Trang trại Tín Tài có máy cắt nên sẽ cắt bằng máy cho nhanh nhé. Và trước khi cắt thì Tài sẽ sắt lát một cái đoạn đầu để cho mọi người xem luôn cái đoạn Tài cắt lát này. Đấy. Mày ơi,